Xin chào tất cả các em học sinh đã quay trở lại với bài giảng của cô. Ở bài giảng trước thì chúng ta đã cùng nhau làm một số bài tập về chủ đề là bài tập vận dụng định luật Zuhlenser ở tiết đầu tiên. Và cô cũng đã giao cho chúng ta một bài tập về nhà. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết bài tập về nhà này. Trước hết, ta sẽ tóm tắt đầu bài. Đầu bài cho là một bếp điện được sử dụng với hiện thế 220V, tức là U bằng 220V. Thì dòng điện chạy qua bếp có cường độ là 3A, Y bằng 3A. Dùng bếp này thì đun sôi được 2 lít nước, tức là khối lượng của nó cũng sẽ tương ứng với 2kg. Từ nhiệt độ ban đầu, T0 bằng 20 độ C, thời gian đun là 20 phút. Đầu bài yêu cầu tính hiệu suất của bếp điện và cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4.200 kg Joule trên kg nhân K. Được chưa? Và bây giờ thì chúng ta sẽ là làm bài tập này. Đầu tiên ta phải nhớ lại công thức tính hiệu suất. Hiệu suất thì sẽ bằng là năng lượng có ích chia cho năng lượng toàn phần. Năng lượng có ích này chính là phần năng lượng mà bếp điện đã tỏa ra và được nước hấp thụ và làm nó nóng lên, nên sẽ bằng quy thu của nước. A toàn phần này thì bằng nhiệt lượng tỏa ra của bếp điện. Đây, chúng ta sẽ tính hai yếu tố này. Đầu tiên chúng ta sẽ tính nhiệt lượng thu vào của nước trước. Nhiệt lượng thu vào của nước sẽ là quy thu thì bằng MC delta T. Chúng ta sẽ thay số, M là 2 cân, nhân C là 4.200, nhân với delta T là bằng T sau trừ T trước. Thời gian sau là muốn đun sôi thì nó sẽ đạt được nhiệt độ là 100 độ C, trừ đi 20 là nhiệt độ ban đầu. Và chúng ta sẽ bấm máy ra 672.000 rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tính cái nhiệt lượng mà tỏa ra của ấm điện. Bằng công thức quy tỏa. À, các em còn nhớ định luật Zuhlenser đúng không? Quy tỏa bằng Y bình nhân với R nhân với T. Do là nhiệt lượng điện năng mà cung cấp cho ấm điện của chúng ta được chuyển hóa hoàn toàn thành nhiệt năng, vậy nên ở đây ta sẽ biến đổi được R sang U, tại vì đầu bài chỉ cho U thôi. Y bình nhân R thì bằng U chia cho Y nhân T và bằng U nhân Y nhân T. Chúng ta sẽ thay số bằng U là 220 nhân Y là 3 nhân T thời gian là 20 phút đổi sang giây. Joule. Đến đây ta sẽ tính được hiệu suất của bếp điện. Sẽ là hiệu suất thì là H sẽ bằng là quy thu chia cho quy tỏa và bằng nhân 100%. Các bạn thay cho cô, lấy quy thu là 672.000 chia cho quy tỏa là
792.000 sẽ bằng bao nhiêu ạ? Rồi. Vậy trên đây là chúng ta đã cùng nhau giải quyết được bài tập về nhà. Ở bài tập về nhà này vận dụng, chúng ta cần phải nắm được công thức tính. Thứ nhất là nhiệt lượng thu vào của nước là bằng Q thu bằng MC delta T. Thứ hai là công thức tính nhiệt lượng tỏa ra bằng cách vận dụng định luật Joule-Lenz là Q bằng I bình nhân R. Trong những cái trường hợp mà điện năng được chuyển hóa hoàn toàn thành nhiệt năng thì ta có thể sử dụng công thức quy tỏa bằng U nhân I nhân T. Hoặc cũng có thể sử dụng bằng quy tỏa bằng U bình chia R nhân T tùy vào đầu bài cho những sự kiện gì. Nhưng các em lưu ý cho cô là chúng ta sẽ chỉ sử dụng công thức, hai công thức mà chúng ta vừa biến đổi trong trường hợp là chúng điện năng được biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng, chưa ạ? Và thứ ba là chúng ta nắm được cái công thức tính hiệu suất của bếp điện. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang bài học ngày hôm nay. Và trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục giải quyết một số bài tập liên quan đến định luật Joule-Lenz. Trong vấn đề 15, bài tập vận dụng định luật Joule-Lenz tiết 2. Trước hết thì chúng ta cũng nhắc lại kiến thức của hệ thức định luật Joule-Lenz sẽ là Q bằng I bình nhân R nhân T. Và có một cái lưu ý đối với các em sau khi chúng ta đã làm bài tập về nhà thì ta thấy rằng ngoài công thức Q bằng I bình nhân R nhân T thì có những cái trường hợp nếu mà điện năng được biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng thì công thức này cũng có thể được áp dụng bằng Q bằng là gì ạ? À đúng rồi, bằng U nhân I nhân T hoặc Q bằng U bình chia R nhân T. Và đây là những đại lượng có mặt trong công thức. Thì các em hãy quan sát cho cô. Và một yếu tố nữa đó chính là chúng ta đổi sang đơn vị là calo. Thì các em nhớ là 1 joule bằng 0,24 calo. Bây giờ thì chúng ta sẽ vận dụng làm bài tập đầu tiên. Các em hãy tóm tắt. Thời gian đun sôi nước, đun sôi 1,5 lít nước. M bằng 1,5 cân của một ấm điện là 10 phút. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây nung của ấm là 220 V, tức là U bằng 220 V. Tính điện trở của dây nung này, biết rằng nếu kể cả nhiệt lượng hao phí để đun sôi 1 lít nước thì cần nhiệt lượng là 420.000 J. À thì ta biết được là nếu M bằng 1 cân thì Q sẽ là bằng Q1 đi, bằng 420.000 joule. Được chưa? Và đầu bài yêu cầu tính gì ạ? Tính điện trở của dây nung. R bằng hỏi chấm. Rồi. Thì đến đây thì đầu tiên các em thấy là nếu M bằng 1 cân thì chúng ta biết được đó chính là nhiệt lượng cung cấp để 1 cân nước sôi là, đây chúng ta biết là giả, thì Q1 lúc đó bằng M1 nhân C nhân delta T, đúng không ạ? M1 bằng 1 cân thì cô sẽ viết thay vào thì chỉ còn C nhân delta T. Rồi, bây giờ chúng ta xem nhiệt lượng cung cấp để 1,5 kg nước sôi sẽ là Q2 bằng M2 nhân C nhân delta T. Delta T ta sẽ thay bằng cái dữ kiện. Bây giờ C delta T chính là bằng Q1 đúng không ạ? Thì ta sẽ cuối cùng chỉ ra được là bằng M2 nhân Q1. Ta sẽ thay số M2 là M1 đi. Đây là M2.
1,5 nhân quy 1 420.000. Rồi. Rồi, bây giờ các em lại thấy là cái quy này của chúng ta, thời gian đun sôi nước 1,5. Rồi, quy thu, do quy thu bằng quy tỏa. Nên ta sẽ suy ra được, trong trường hợp này là không nhắc đến phần hiệu suất đúng không nào? Nên ta sẽ có quy thu bằng quy tỏa. Quy tỏa cũng sẽ bằng là 630.000 joule. Mặt khác thì quy tỏa lại bằng gì ạ? À, quy tỏa ta lại biết được nó chính là bằng U này nhân với bằng Y bình nhân R nhân T. Mặt khác như lúc đầu cô đã giới thiệu, nếu trong trường hợp này ấm điện của chúng ta đã điện năng thì sẽ được chuyển hóa hoàn toàn thành nhiệt năng, nên nó có thể được tính với công thức là bằng U bình chia R nhân T. Tại sao cô lại chọn công thức này? Vì đầu bài yêu cầu tính R, ta đã có được hiệu điện thế. Thế là ta sẽ 630.000. Ta sẽ rút ra ẩn R này. Sẽ R sẽ là bằng U bình nhân T chia cho quy tỏa. U bình là 220 bình, nhân T là thời gian 10 phút 60 giây. Ra đáp án là 46,1 ohm. Rồi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong ví dụ đầu tiên. Thì ở ví dụ này thì cô có lưu ý gì dành cho tất cả các em? Thì ở trong bài này có một điều đặc biệt là người ta không cho biết nhiệt dung riêng của nước đúng không ạ? Mà chúng ta sẽ phải gián tiếp thông qua một cái nhiệt lượng để cung cấp cho 1 lít nước. Ta sẽ tính được ra là nhiệt lượng cung cấp cho 1,5 lít nước. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ thứ hai. Các em quan sát cho cô ở ví dụ thứ hai. Khi móc một bàn là vào hiện thế 110V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 5A. Tóm tắt. Khi U bằng 110V, dòng điện chạy qua nó là Y bằng 5A. Bàn là này được sử dụng như vậy trung bình 15 phút trên ngày. Là trung bình T bằng 15 phút. Ở ý A, tính công suất tiêu thụ điện của bàn là này trong theo đơn vị là Watt. Ta yêu cầu tính B. Rồi thì chúng ta sẽ giải quyết ví dụ 2 này ở câu A trước. Muốn làm được ở phần này thì chúng ta lại nhớ công thức tính công suất. B bằng gì các em nhỉ? À, B bằng U nhân Y. Có đủ các yếu tố rồi thì ta sẽ làm được. Công suất tiêu thụ điện của bàn là đó chính là P bằng U nhân Y 110 nhân 5 550 W.
Vậy cô có một câu hỏi thêm, nếu cô muốn đổi sang đơn vị kilowatt thì sao? À thì nó sẽ bằng 0,55 kilowatt, đúng không nào? Ta chia cho 1.000. Rồi tiếp tục ta sẽ chuyển sang ý B. Tính điện năng mà bà là tiêu thụ trong 30 ngày. Theo đơn vị là kilowatt trên giờ. À, chúng ta sẽ xem lại là một ngày thì được sử dụng bao nhiêu. Đây là 15 phút trên ngày. Điện năng. Mà bạn là tiêu thụ. Trong 30 ngày thì A thì sẽ bằng là P nhân T. B của chúng ta đơn vị là kilowatt rồi, là 0,55. Bây giờ chúng ta sẽ lấy T là đơn vị thời gian, từ phút muốn đổi sang giờ. T là đơn vị theo giờ đúng không ạ? Thì ta sẽ phải đổi T theo giờ. Lấy 15 muốn chia nhân đổi sang giờ là chia cho 60. Và dùng trong 30 ngày thì nhân 30 thì ta sẽ ra được. Đây khử cho nhau để còn 1/2. 4,125. Đơn vị là kilowatt nhân giờ. Tại vì sao? Tại vì công suất thì ta dùng đơn vị là kilowatt, thời gian ta đã tính theo giờ, nên ta sẽ ra được đây là đơn vị kilowatt nhân với giờ. Tiếp tục chúng ta chuyển sang phần C. Tính nhiệt lượng mà bạn là tỏa ra trong 30 ngày, theo đơn vị là kilojoule. Tức là A, ở đây chúng ta đang là 4,125 kilowatt nhân giờ đúng không ạ? Mà đơn vị joule, em lưu ý cho cô, 1 joule thì chính là 1 watt nhân với giây. Vậy thì 1 kilojoule thì sẽ là 1 kilowatt nhân với giây. Bây giờ ta sẽ đổi cái giờ này sang giây là sẽ ra được 4,125. Muốn đổi từ giờ sang giây, ta sẽ nhân với 3600. Đây sẽ ra đơn vị kilowatt. Đây sẽ ra được đơn vị là kilojoule. Hoặc là kilowatt giây cũng được. Và ra 14.850 kilojoule. Cái thành phần này thì chính là joule ạ. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài ví dụ thứ hai. Ở ví dụ thứ hai này cũng khá là đơn giản đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần nắm được công thức tính công suất này, công thức tính điện năng và cách đổi đơn vị của điện năng thì chúng ta sẽ dễ dàng làm được ví dụ hai này. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ thứ ba, cũng là ví dụ cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Các em hãy quan sát cho cô ví dụ thứ ba. Một bình nóng lạnh có ghi 220V, 1100W. Đây chính là giá trị hiệu dụng của bình nóng lạnh đúng không? Thì ta sẽ có, đây là tóm tắt. U hiệu dụng, đây là giá trị định mức. U định mức bằng 220V. Và 1100W chính là giá trị công suất định mức của bình nóng lạnh. Hiệu điện thế cho là 220V. Công độ dòng điện chạy qua bình khi đó, tức là tính I. Ý B là tính thời gian để bình đun sôi 10 lít nước.
m bằng, cho biết m bằng 10 cân này. Nhiệt độ ban đầu, nhiệt độ 20. 20 đây là 20 độ C các em nhé. T0 bằng 20 độ C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200. Và người ta bảo bỏ qua hoang phí ấy. Rồi, thì chúng ta sẽ giải quyết hai ý AB này trước. Thì các em có nhận xét gì cho cô về cái hiệu điện thế mà bình nóng lạnh này đang được đặt vào so với giá trị định mức của nó? Ừ, ta thấy là do hiệu điện thế mà bình nóng lạnh này đang được đặt vào bằng giá trị hiệu điện thế định mức của bình nóng lạnh và bằng 220V, nên lúc này bình nóng lạnh của chúng ta sẽ hoạt động bình thường và nó sẽ có công suất là bằng 1100W. Do U bằng U định mức và bằng 220V, nên suy ra P sẽ bằng P định mức bằng 1100W. Ta có B định mức, có giá trị U, vậy thì ta sẽ tính được cường độ dòng điện. Cường độ dòng điện chạy qua bình khi đó Y chính là bằng P chia cho U và bằng B là 1110 chia cho U là 220. Và đáp án sẽ ra là 5. Được chưa? 5 tính cường độ dòng điện thì đây chỉ là 5A. Rồi, thì tiếp tục đề ý B, tính thời gian để bình đun sôi. Muốn biết được cái thời gian thì ta lại gắn vào đó chính là công thức tính điện lượng tỏa ra, đúng không ạ? Giống như những bài trước thì bằng P nhân T. Ta có B rồi này, sẽ tính được T. Tiếp theo nữa đó chính là ta sẽ phải tính kia thu. Thì do bỏ qua hao phí thì để ta thu được quy tỏa bằng quy thu. Thì ta sẽ thay cái giá trị quy thu này vào đây, được chưa ạ? Quy thu thì các em dùng công thức MC delta T. Bước đầu tiên ta sẽ tính nhiệt lượng mà nước thu vào. Sẽ là quy thu bằng MC delta T. Giá trị M bằng 10 nhân C là 4200 nhân delta T. Muốn đun sôi nước đến 100 độ C với nhiệt độ ban đầu là 20 độ C thì ta sẽ lấy 100 trừ 20. Ra 3 triệu này, 360.000 joule. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tính nhiệt lượng tỏa ra. Của bếp. Thì quy tỏa thì sẽ bằng P nhân T. Từ đây ta sẽ tính được thời gian. Thời gian để đun sôi sẽ là T bằng, đến đoạn này thì các bạn sẽ viết đầy đủ ra là thời gian để bình đun sôi 10 lít nước, được chưa ạ? Đoạn này cô sẽ viết tắt này, T bằng quy tỏa chia cho B. Chưa? Mặt khác,
Vì bỏ qua hao phí nên ta sẽ có quy tỏa bằng quy thu. Nên từ đây các em suy ra được cho cô đó chính là T bằng quy thu chia cho T và bằng quy thu vừa tính được là bằng bao nhiêu? 3.360.000 Joule chia P. Giá trị P là 1.100W. Chúng ta xấp xỉ là 3.055 đi. Giây. Và sẽ đổi sang phút là chia cho 60. Cỡ vào 51 phút. Xấp xỉ 51 phút. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem ý B đầu bài yêu cầu tính ý C đầu bài yêu cầu tính gì. Ý C, tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bình như trên trong 30 ngày. Biết rằng thời gian sử dụng trung bình mỗi ngày là 1 giờ và giá tiền điện là 1.000 đồng trên kWh. Ý C, thì đầu tiên chúng ta sẽ phải tính điện năng đúng không ạ? Điện năng cô viết tắt luôn nhé. Điện năng sử dụng A thì bằng P nhân T. B là 1.100 này, nhân T dùng trong 30 ngày. 30 ngày này, mỗi ngày là 1 giờ thì nhân với 1. Thì đây sẽ là bao nhiêu? Tại sao cô không đổi sang giây? Tại vì cô đang muốn đưa nó về đơn vị là kWh. Thì đây chính là watt nhân giờ đúng không ạ? Nhưng mà phải đổi sang đơn vị kilowatt nhân giờ thì ta sẽ chia cho 1.000. 33 kilowatt nhân giờ. Vậy số tiền phải trả. Sẽ là các bạn sẽ lấy cho cô. Ta biết được 1 kWh thì bằng 1.000, thì muốn tính được số tiền điện phải trả ta sẽ lấy 1.000 x 33 bằng 33.000 đồng. Và cuối cùng thì các bạn sẽ kết luận các ý A, B và C cho cô. Chưa? Thì trên đây là chúng ta cũng đã giải quyết được xong bài tập cuối cùng trong bài tập ngày hôm nay. Thì sau 2 buổi chúng ta làm các bài tập vận dụng định luật Joule-Lenz thì cô mong muốn rằng các em hãy nắm thật chắc những cái kiến thức thứ nhất là liên quan đến công thức tính định luật Joule-Lenz, quy nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn hoặc là một cái thiết bị nào đó sẽ bằng là Y bình nhân R nhân T. Thứ hai, các bạn nhớ cho cô công thức tính nhiệt lượng thu vào của nước chúng ta sử dụng rất nhiều đúng không ạ? Đó chính là quy thu thì bằng MC nhân DAT. Và thứ ba là công thức tính hiệu suất. Hiệu suất thì sẽ bằng năng lượng có ích chia cho năng lượng toàn phần. Và trong những cái bài tập mà chúng ta tính toán, năng lượng có ích thường là cái nhiệt lượng cần cung cấp để cho nước sôi. Và bây giờ thì cô có một số bài tập về nhà để các em có thể củng cố sau khi chúng ta đã làm rất là nhiều những bài tập này rồi. Sau buổi học ngày hôm nay thì cô có 2 bài tập về nhà dành cho các em. Có bài tập về nhà, bài tập thứ nhất này. Đây là ý C. Được chưa? Và các em hãy vận dụng những cái kiến thức đã học trong bài học ngày hôm nay để giải quyết bài tập này. Và bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Cô xin hẹn gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo.